Bảo nhang khởi thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Thiên đình.
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cần môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, đền sòng sơn thờ địa tiên vương mẫu, chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền y thoải cung, năm quan hoàng tử tuần sắc rồng, trấn thủ năm phương quản cai, sơn hải đại sang đông cuông tuần quan thường ngàn tối linh, triều thượng tướng tiền hậu lai, lê triều thượng tướng tả yết đáo lai, hiếu mời tứ vị khâm sai, thủ đền công chúa nên tài thần. Thank you.
An bạch chủ nhà đồng đền, pháp sư, pháp văn, bạch tỷ tay quế lên ghế bốn phủ cho con vào bắp ghế chỉ vì dẫn trình cho họ Trần ngày hôm nay A Di Đà Phật đã. Thank you.
quang song nhan thật kỳ diệu quang minh chứng đàn xin nga tích tăng cung sàng kim phượng hoàng thần phật thánh chúa tin trung vương tài mạ dựng lên kim ngân tài mạ dựng lên trình được thanh cả chép biên danh danh kề cho như từ trường sinh Oh, yeah.
đại vô su vô thanh hỗn nhất nguyên hảo hảo khôi khôi kiệt hành bất tức bao vạn tượng nguy nguy đáng đáng giật vân vô cùng phủ lịch hạ thầm ngưỡng đàn cao ngự viên hữu Việt Nam quốc cư tại Hà Nội thành thanh trì huyện tả thanh ngoai lộ tứ thập tứ hàng gia cư đầu khu mẫu thoại linh tử tư thượng phụng phật thanh yên cũng giảng xuân thiên thượng nguyên tiết giới tâm thành mộ đạo tu thiết đàn duyên phát tấu biểu quan thỉnh phật tuyên kính cung minh tứ phủ xuất thủ trình đồng cao hiến sơn trang bái tiến thiên quan tâm thành cầu đảo nguyện cầu bản mệnh bình an thiên căn định số tâm linh định chính gia nội nhân khang vật thịnh lộc tài vượng tiến đồng gia cử tiểu lạc nghiệp an cư tâm thiên trường rõ sự kim bảo an thủ nhang phúc linh điện mộc ân thanh đồng nguyễn thị phúc bản mệnh sinh linh tỷ niên đại tâu dẫn trình đệ tử trần thị bích liên bản mệnh sinh ất sử niên hành căn tứ thập tuế y căn mệnh đáng dục báo bình an cung cờ các khánh cẩn thủ kim nguyệt các nhật tu thiết đàn viên kim ngân tài mã la liệt tịnh cung phu trần cẩn cụ sơ văn kiền thân thượng tấu cung di nam mô tận thập phương tam bảo hằng hà sa số nhất thiết chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng kim liên tỏa tam giới thiên chúa tư phủ vạn linh công đồng đại thế ngọc bệ hạ thiên địa thủy nhạc tiên tứ vị hùng nương ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai tiên phi công chúa cung quyết hạ trần triều hiển thánh nhân cũng ưng đạo đại vương sắc phong cửu thiên có đế ngọc bệ hạ nhà tiên tượng ngàn thánh mẫu lễ mại đại vương hiệu viết bạch anh quản trưởng sơn lâm sơn trang công chúa lâm các hạ bản từ phụng tự tả văn quan hưu hoa tướng bộ hạ linh quan vị tiền cung vọng phục nguyện các giá hội đồng chư tôn chắc giáng thung dung giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn nạp tân đồng đệ tử trần thị bích liên kim nhận thừa tưởng vọng chuyển phong vân như tâm tính quyền minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhẫn nhĩ như thông truyền chỉ phán nhất tân kiến pháp vạn bội thừa nhan đắc mộc thánh ân bất thắng khinh thiết bình dính chi trí cẩn sơ thiên vật giáp thìn niên xuân thiên chính nguyệt hạ tuần chấp nhật đệ tử khâu thủ hòa nam thượng sơ bách bái hà bút vi khai xin nhãn hà bút vi khai cam viên giữ tướng người đào lai đủ chỉ tả sai bình đồ bình hiếu sai binh mã xa đi ầm ầm nằm cử sai chân lập phương dâng la sứ hùng đôi tay dâng la sứ hùng để trước công đông phật thánh chứng minh đệ tử dâng sứ lên trình chứng tâm ngày
ngày hôm nay ta độ âm, ta độ dương, ta cho buôn may bán đất, gặp chúng và gặp bạn, gặp vạn sự lành, đi tươi về tốt, đi lũ về hoa, nở cành xanh ngọn, chớn cơ quan có lời ăn tiếng nói, thông minh trí tuệ hơn người ha. Chứng tâm cho chủ nhân đồng đền, sáng thay hoa, chiều lọc nước, ông cho được tăng phúc tăng thọ. Chứng tâm cho pháp sư sớ sách sớ văn rạch ròi, không sai một lét, không thiếu một chữ, về đầy thần tam tứ phủ, về cửa đương ta ha. Chứng tâm cho cung văn đầy tiếng hát, đàn hay hát giỏi, rõ nét từng câu thì bóng, đức ông giáng ứng đầu đồng, họ Nguyễn phá truyền mà linh ứng ha. Chứng tâm cho tay Quỳnh tay Quế làm đẹp gương, ông cũng ban công, ông cũng ban thưởng. Chứng tâm cho đồng anh lính chị, đồng chị lính em, dân thôn bản hạt ở nơi đây, già được mạnh khỏe mà trẻ được bình an, canh đàn khóa lễ khi trở ra về các làm chi thường ha. Thanh xa hồi cung, đôi chân thì mở mang lam hải, đức đề tạm dòng dõi kim chi. Thanh xa hồi cung, hoa hải đường thần tiên vương cô đệ nhất, tức mặt đường là đất trần oanh. Thanh xa hồi cung, đệ nhị đại hoàng Tấu Vương cô tên gọi Đại Hoàng, thông minh chính trực nghệ đảm đang trong chiều. Thanh Giang ngồi cùng, từ mờ trống ra ngoài cửa suốt, từ mờ chiếc hoi cô mẹ có lá cờ vô phong. Thanh Giang ngồi cùng, lại lãng xa trông nghe bể đào, lại lãng xa trông thuyền dòng cậu bé trở về cửa. Thanh ra đắc đạo chân như chú bường, đắc đạo chân như sắc phóng diệu tín, thiền sư anh hùng. Tiên thánh thượng ngàn xanh hùng vị cánh đồng sơn, tua khi chúng linh lối đời làm chùa sơn tinh. Dựng dục bà thu tròn, giữ sức
lượng thao tuyết sương đã nhuộm mà đau. Trên các tướng sơn trang thành sư bạch tướng hồ lang về trầu ngày hôm nay thành kính kêu cầu cố bạn cùng với một câu siêu tâm cầu non sầu quê có sự chăm ý à. Cho xuống núi đi mà cứu dân, tìm cha mẹ báo ơn từng dùng, sau vì đời ngang dọc ra tay ý à. Bài sai đố chiều lùng cung là ngân làng ái vốn dòng sơn trang, chúc băng già ý à. Giờ thôi dâng núi dâng hình, các làng các bộ chứng tâm nên lòng thành, để từ con dâng núi dâng hình ý à. Kỳ diệu quang minh chứng đàn xuyên nga tích tăng cũng sang kỳ vương hoa thân cận thánh chú tiên trung ương ý à. Trần sáng đốt đốt đuốc lên non sáng soi về bàn đến đây soi trong làm việc soi về tòa sơn trang soi trong làm việc soi về bàn đến đây. Cho quốc thái dân cường, xoay trong làm Việt bốn phương thái hòa, xoay gần chùa lại xoay xa, cho chung làm bạn bốn mùa thêm tươi, ánh nước tiền sáng tỏ xa gần ý à. Chiêu thân lục giáp lục đinh, tề thiên độc cước công manh nghi huyền đàn. Chiêu các bộ sơn trang hương man, ngự trên mình bạch tường thiên sư. Chúa mường đắc đạo ô trơn như, sắc phong diệu thiên thiên sư anh.
phương đắc đạo chân như sắc phong diệu tín thiền sư anh hùng chúa diệu nghĩa hồ phong hoàn vũ mười kim cương bát bồ tùy thân sừng sỏ sắc nê tướng tam danh ý à. Sừng sỏ sắc nê tướng tam danh thiên triều bắc quốc đại minh hồi đàn mời thổ địa đại vương trần huệ lệnh thành hoàng cảnh về đương đi hiến nhập nề đàn hồ hợp nê thiên cương ý à. Nhập đàn hồ hấp thiên cương bổ bầy lưới sắt bốn phương nghi hồ đàn thịnh tam tướng sơn trang cát bộ đỗ trinh cùng nghi đỗ tích đỗ trung nghi đỗ trương đỗ triệu đỗ công đỗ cường đỗ dung anh hùng ai đã kim ngân sứ điệp dâng lên trước trinh phật thánh sau trinh vô cha chỉ lên các phù cảm tòa ý à. Dầu trình lĩnh mới dâng ra trước trình phật thánh sau trình vua cha chỉ lên các phù cảm tòa ý à. Nào cũng được bình an tức thì chữa bệnh khỏi rồi chúa chẳng có lấy chi ý à. Ai mà thân thể bất an chúa cho lá thuốc trên sân trang khỏi liền đi cứu người giờ dài giờ đi hiền ý à. Giờ điên, giờ dài cũng khỏi giờ điên cũng lành chân nê cái lược dặn đai xanh ý à. Lòng tài chú mới ban ra bốn phương hội họp đi đã vàng ban cho tiền tốt lụa dày công lực cho lắm vì đấy vàng nhiều ban cho dài nhật gian nhiều công lực cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đâu còn nhà khói phụng thờ ý à. Bên non vườn dâng hoa ngát quả ngọt nghe vườn dâng nghe hoa ngát quả trông lên muôn ngàn trong bích đồng quân tin hội nghị đức chúa mừng phục chỉ tin cũng ý à.
đạo thần thông ân chiêm pháp ruộng nghe đông nở hoa chức điên ngọc cầm cá mây khúc dâng lên người già khúc lưu ân nước non sân lại hồi xuân ý à. Tam vị chú mừng dâng văn, tam vị chú mừng. Nước Việt Nam có ngàn đông lộ sự bắc kỳ, có núi tây thiên giỏi truyền thiên hạ ứng ta nên. Để thủ
con dâng núi dâng đền ý nghĩa. Đêm đêm đốt đuốc soi đường, sao nghe thấy tiếng thú rừng gọi nhau. Kim ngân giữ điệp dâng lên, trước trinh phạt thành sau trinh vua cha. Trinh nhã lên các phù cảm toàn ý nghĩa. Anh ánh đăng tỏa sáng, sáng soi trong đền đẹp làm sao. Anh ánh đăng tỏa sáng, soi trong đêm, soi trong đêm đẹp làm sao. Sáng sáng người tiền đường bay bay về bạn đến đây. Sáng sáng người tiền đường bay bay về, bay bay về bạn đến đây. Tốt lụa dày bông lộc cho lắm vì đấy càng nhiều. Ban cho đông dài nhật gian niu ý nghĩa. Ban cho dài nhật gian niu, bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn nhang khói phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm. Mọi thứ nở hoa cánh lên thay điệp bà xa. Ai cũng mong được đến đền thiên trước là lễ Chúa Tây Thiên. Trước là lễ Chúa Tây Thiên, sau là vạn cảnh thiên nhiên hiểu. Hồ dâng văn tiên chúa nguyện hồ, bắc sáng yên thế vượng đồng cứu dân. Thank you.
vào mỏ than. Bốn mùa hoa trái dâng lên, người đi tập lập ở đôi bên xa. Ngựa ngôi cao sầu dầu nén mặt mà chiếc gầy xóm dừng ở phía sau xem bói bằng lá trầu quả cọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều ngả hoa khơi cho bên bát rừng vàng, đem cho các kỳ giàu sang đời đời, đem cho các kỳ đời đời giàu sang. Thank you.
chiếc bánh về nồi. Hôm nay ngày tốt
sông Hà Thông lại đầy chuỗi thố dương già cùng đi phương phẳng lặng cát qua ý cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhà khói phụng thề ý à. Hương ngay tại lồng chú bạn lồng buôn lồng bán ở trên ngàn bán cho hôm nay về đến phán bảo sẵn giò ý Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
san lao ngoài mang sấm lần quê hướng nước nhà. Làng Giảng Võ có người nữ kiệt thùa sinh thời, nhan sắc nết đã gặp thời binh lửa cạn quang. Tốt người
đổ cho tài lộc hơn người ý. Tốt lụa say bông lâu cho lắm vì đây càng nhiều, bạn cho dài nhật san nhiều, bông lâu cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, đi từ gọt nhà khói vùng thờ ý nghĩa. Vì làng của mẹ thao điện bà chúa con, Giáng sinh thời, Giáng sinh vào thời lễ nguyên, nước nghe làm gặp hạt đạo binh nhân ý. Ra tay dung nước phù đời, chiêu dân lập ập trên vùng núi kho, hương nữ nhi anh hùng quả cảm, hiến lòng vàng cho đường nghĩ cho dân ý. Lục tài chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đá tháng ngày, ban cho thì tốt lửa say, bồng lộc cho lắm vì đây càng nhiều, bạn cho dài nhật gian níu, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn nhang khói phủ thờ ý. Bông lại tiên cảnh
nghĩ không sai ý chút nào. Thâm kỳ diệu quang minh chứng đan duyên Nga thích tăng cung sàng kim phương hoàng thật thần thánh chú tin trung vương ca lăng thuận xa ân từ bi mật chúng sinh của Nga kim kinh để khai quang thập kỳ diệu quang minh và chư tư chúng quang sơ thân nên vương khai hạ sứ thân nên tàu quan để đất người chết biến cho tiền đi cho đỉnh từ trường sinh lễ đàn duyên công về chứng lễ đàn duyên uống phù đệ tử muôn phần tốt tươi đủ cho chính vị an ngôi khai quang song nhan thật kỳ diệu quang bình chứng đàn duyên cũng giảng kinh phương hoàng tân cận thánh chú tiền trung vương bát nước cơ châu thành tâm bát nước cơ châu dâng lên cung tiền ở đâu thì về có lớn về ban gạo ban tiền lại nở ra dụng trứng rồng lại nở ra dụng hạt thông lai đầy rồi thông dược ra bốn phương thẳng lặng can qua khai diễn chứng đàn có lớn về khai diễn chứng đàn là nước sông ngân nước này là nước sông ngân lấy từ thác cái đổ về thác con nước này lấy ở trên non chính đông mở phù cho đông tốt tươi trong cây mau tốt tươi cây mở phù quân cầu có lớn về mở phù quân cầu uống phù đệ tử thoát vòng nguy lan đồ cho danh được khỏe vang ngày tôn thắng đánh hôm nay ngày tôn thắng đánh ghi tên đệ tử vào sổ hôm nay sổ bạc cầm tay điểm như nay điểm khai khai thần nhuần chiều phát mi khai nhi nhi tinh thanh khai khẩu khẩu tông tuyết khai tâm tâm hoan hỷ khai hoa tâm kỳ diệu hoàng minh chiêm hình nhân
vị xưng lên tam đầu cửu vị xưng lên trình quan đệ nhất chém biên danh danh về cho quỷ tử trường sinh. Cho họ Trần nhất tâm và tâm thành biết phép định thần biết oai bốn phủ xuất thủ trình đồng sở cậy thủ nhang loan giá phụng hành sở cậy dẫn đạo dẫn đường chứng tâm sắm hương hoa trà quả hương trà quả thực tiền nốt tốt tươi về đình thần tam tứ phủ bái thình quan đệ nhất thực thiên giáng ứng đầu đồng họ Nguyễn phát truyền mà linh ứng ha chứng tâm ta cho từ nay trở đi từ chi trở lại ta cho được yên căn yên số yên sổ thiên đình. Về sau ta cho được chồng loan, vợ phượng, con cái mà thảo hiền, phu phụ mà được song toàn, tử tôn mà được thành đạt. Ta cho chữ đỏ, ta bỏ chữ đen. Ta cho tại chốn cơ quan, có danh, có diện, lời ăn tiếng nói. Thông minh trí tuệ, khai tâm, khai tính, khai nghĩ, chứng tâm. Cầu tài, đắc tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu của, cầu con, cầu công danh, sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm. Ha! Chứng tâm cho chủ nhang đồng đền sáng thay hoa chiều lọc nước ông cho được tăng phúc tăng thọ. Chứng tâm cho pháp sư sớ sách sớ văn rạch ròi không sai một nét không thiếu một chữ về đình thần tam tứ phủ. Chứng tâm cho cung văn đàn hay hát giỏi so lét từng câu thỉnh báo ông lớn giáng ứng đầu đồng họ Nguyễn phán truyền với linh ứng ha. Chứng tâm cho tay quần tay quế nính ghế bốn phủ tác phúc trợ duyên canh đàn khóa lễ khi trở ra về khác lạ và chi thương ha. Trong đám coi cửu châu quy
đổ Việt Nam quốc thái dân an. À, không thường sắc chỉ ra bàn số sinh số tử thế liệt mọi tài kim chi bắn gói ở trong bách thần thành ra hồi giám sát quyền tài sơ lâm thượng đàn quan đề nhị quyền ngài thông chi thiên địa cầm sai đại thần điêu nhị trên cành trăm hoa điêu nhị trên cành bộ nàng tha thướt yến quỳnh bé bay quyền cai thượng ngàn con giám sát quyền cai thông chi tam giới không sai đại thần kim phượng hoàng thần cận thánh chú tiên trung vương ca lăng tuần xa âm tử bi mật chúng sinh cô nga kim kinh về khai quang thập kỳ diệu quang minh và chư tư trung chứng lễ chứng tâm quá lớn về chứng lễ chứng tâm uống phù
đệ tử muôn vân tốt tươi độ cho chính vì an ngôi. Ban gạo ban tiền có lớn về, ban gạo ban tiền dư lương từ thực ấy đời đời vinh hoa đủ cho phúc đảng hạ san. Bát nước cơ trầu thành tâm, bát nước cơ trầu dâng lên cung tiến, ở đâu thì về còn sang cảnh sang kia. Lại lở xa rộng trứng rộng, lại nở ra rộng hạ thông lai này, trôi thông rực ra bốn phương phẳng lạc can qua. Khai diễn trứng đàn có lớn về, khai diễn trứng đàn là nước sông Ngân, nước này là nước sông Ngân, lấy từ thác Cái đổ về thác Con, nước này lấy ở trên non Trinh Đông mở phủ cho đồng tốt tươi, trong cây bao tốt tươi cây. Hai quang song nhan thật kỳ diệu, quang bình chứng đàn duyên, Nga thích thắng cũng giảng kim phương, hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương. Vòng nguy nan từ đây giành được vẻ vang. Ngày tôn tăng anh hôm nay, ngày tôn tăng anh ghi tên đệ tử vào sổ hôm nay, sổ vàng cầm tay. Phù thình thình như lai đêm khai, khai tân dương chiếu quang minh. Hai nhị nhị thính thành cai khẩu, khẩu thông thuyết. Hai tâm tâm hoan mỹ khai thủ, thủ đăng thủ khai túc lăng bộ hành. Hai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu mãn văn. Thank you.
sơn lâm hồng đường uy vũ, linh sắc rồng cai từ nam thiên, phùng tộc vâng mệnh cửu thiên, thanh sơn bích động mọi miền hoàn ca. Xuân điện đài uy nghiêm lồng lồng, phép thần thông chí dùng ai đang ngự trên hắc hồ uy cường, đi mây về dò hồn hương đổ ra hồ trịnh giang biên danh gần nay đang anh vật hồng chiếu dạng đạp bình. Quốc động tình con vua thủy quốc nê đồng tình để tam thái tử giác sinh nhà để sống. Bậc tướng tài mệnh cung đôi quang song nhan thần kỳ diệu, quang minh chứng đan duyên nga tích tặng cung giang kim vương, hoàng thần cần thánh chúa tiên trung vương, ca lâm tuần xa âm từ bi mẫn chúng sinh cô nga kim kính để khai quang thần kỳ diệu, quang minh chiếu ma văn. Thank you.
út vê khai trên nhang là út vê khai trèo thuyền chư tướng nghe đám lai đủ chi tả sai binh đổ binh tùy áo thắm chỉnh lên khăn điều áo thắm chỉnh lên uông phù đệ tử muôn phần tốt người đủ cho chính vị an mừng ban tiền có lớn về ban cao ban tiền dư lương thừa thực ấy đời đời vinh hoa bát nước cơ trầu thành tâm bát nước cơ trầu dâng lên cung tiền ở đâu thì về quan luân về bắc vỏ soi lòng lớn về khai dương chính đàn uông phù đệ tử muôn vân thuốc tươi độ cho chính vị an vui là nước sông ngân nước này là nước sông ngân đem về bờ phù trình đầu tốt tươi trong cây mau tốt tươi cây hai quang song nhan thật kỳ diệu quang minh chứng đan duyên nga tích tăng cũng sang kim phương hoàng thần khẩn thánh chúa tiên trung vương mở phù quân cầu có lớn về mở phù quân cầu uông phù đệ tử thoát vòng nguy lan độ cho danh được vẻ vang ngày tôn tháng lạnh hôm nay ngày tôn tháng lạnh mở số hội đông quan lớn chép biên sổ vàng lấy ở tiên cung tình tiếng như nay điện thai hai thần nhật chiều quắc mi cai nhi nhi tinh đánh cai khẩu thông quyết hai thần tâm hoan hỷ hai hoang tâm kỳ dù lòng mê chính hình thần cử vĩ dâng lên tam đầu cử vĩ dâng lên tấu quan tam phủ người chép biên cho thường kỳ cho nhị từ trường sinh đưa quân đi về tới
Sóng nguyện quan chắp sáng bàn đền
uống phu đệ tử đời đời vinh hoa. Xin nguyện thánh giáng lưu ân, uống phu đệ tử mười phần vẹn mười, ban lớn đồ cho tới nguyện thứ mười, cho con cháu cháu lối dòng về đời sau. Thánh gia thì bàn loạn, thì quan đệ tử vốn con trời giá cử tiền cùng. Quang song nhan thập kỳ diệu, quang minh chứng đan duyên ngã tích tăng cũng sang kim phượng hoàng thần cận thánh chú tiên trung hương. Ca lăng thần gia âm từ bi phận chúng sinh của ngã kim kích lễ khai quang thần cơ diệu quang minh và chiếu mã văn. Tiền có lớn về ban cao ban thiện dư lương thử thực ấy đời đời vinh hoa. Bát nước cư châu thành tâm bát nước cư châu dâng lên cung tiền ở đâu thì về hay còn quan cảnh sang khi. Nay nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hà tông lại nở đôi trong bướm già bốn vương phẳng lặng can qua. Là nước sông Ngân, nước này là nước sông Ngân đem về mở phủ trình đồng tốt tươi trong cây màu tốt tươi gành.
thuật kỳ diệu quan niêm chứng đan duyên nga đích tăng cũng là kim cung hoàng thân bậc anh chúa điện trung cư. Mở phù quân cầu có lớn về mở phù quân cầu uống phù đệ tử phát vọng nguy lan độ cho danh được vẻ vang. Ngày tôn tháng thành hôm nay, ngày tôn tháng thành ký tên đệ tử vào sổ hôm nay, sổ bạc tầm này. Tình điểm như nay điểm ai ai thật nhiều chiều mắt nhìn ai nhí thích thanh ngay cùng cầu thật quyết hay tâm tâm hoàn thị khai hoang tâm kiểu dù bằng bình chiếu hình. Đại của lớn về mang lốt ban đài tứ phủ cho tân thanh đồng đồ cho chính vị an vui. Chính vị an ngồi từ đây chính vị an ngồi. Bao nhiêu hàn ách nghi tống xa bên ngoài đồ cho già trẻ gái trai. Già trẻ gái trai đồ cho già trẻ gái trai. Gia trung thịnh vượng lộc tài hoan ân chữ răng hạnh giang lưu ân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chi tam giới. Hay chóc tà sát quỷ trừ tinh con lớn tuần bản phép buôn linh quyền người cai quản thiên binh khi nhà trời quang song nhan thần kỳ diệu quang minh chứng đan xin ngã thích tăng cung sang kim vương hoàng thần khẩn thánh chú tiên trung vương ca lăng thuận xa ấp từ bi mẫn chúng sinh của ngã kim kích để khai quang thần kỳ diệu quang minh và chư tư trung
rào lòng nghe không nên bằng sắc tương nhân chân linh sáng thiên vạn cổ anh bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng quan tuần người vạn phé anh linh tuyên người cai quản tướng thiên binh nhà trường ngự đồng ai ngự đồng ai binh quyền bóng quý đường uy trời tuyển khí đoan trang tâu có lần tuần người hiển hách uy quang ra tay tế độ trần gian con được đời đứng anh hào cổ kim lừng lẫy khắp mọi miền đã dậy thần cơ cửa sông Trung Nam Bắc hùng thờ linh giang thiết lập ngôi đền thờ quan tuần tranh một con huyền tích đường công đức cúi xin ông ban phúc hà sa xin ông bờ lương hải hà đủ cho nón nước nhà nhà hưng long hai con huyền giữ lòng trong sáng sáng môi ông chẳng dám đơn sai xin ông hạ bút hoa bay cho dân nam thiên biển tiên cúi xin ông người thương đến đồng gia xin ông mở lượng hải hà đồ ai cũng được mặt hoa da hồng bốn con nguyện một lòng chi kính xin lễ nghi chẳng tính với ai xin khoan giang phúc trừ tai cho con đường chữ lộc tài công danh năm con nguyện trung thành tứ phủ trước hội đồng văn võ bá căn cao bờ phủ tôn nhang làm tôi ông thánh chẳng tham giàu nghèo sáu con nguyện cụ theo thiên sao quan thay tâm học đạo đường linh khai cho đồng trí thông minh khai cho đôi mắt được tình được thường
bảy con nguyện đèn hương dâng tiến, cúi xin ông người thương đến đồng xa. Ai mà nhầm lỗi chuyện tha, đổ cho gia chủ được vinh hoa đời đời. Thank you.
hương lòng lanh, diền hoa tươi tốt chít khăn xanh, giường già nữ đồng cưng đỡ
cho bốn phương phẳng làng nghế gan hoa ý. Họp mặt ít quanh, quần chân áo chít khăn xanh khoe màu, khăn vấn đầu quần chân áo sắt. Đêm quốc ngủ là thoan thoát đi mới chiến, cầu sông đỏ thắm làm duyên, hoa ngô cài tóc số mới ban ra, bốn phương ngồi họp đề đã tháng ngày. Ban cho tiền tốt lụa dày, đồng đồ cho lắm vì đây càng nhiều. Ban cho dài nhật gian nhiều, đồng đồ cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con nhà khói phụ ý. Sớm xong chơi đến kia miếu đỏ, tối lại về ám cỏ lều tranh, sơn lâm cảnh vắng anh ý hà. Quanh thanh và nghe tiếng nhạc đầu gầy cuối hang, nơi lon xanh suối ngàn tú tinh ý à. Về đông xẻ áo sắc khăn, ông phụ đệ tử buôn phần tốt tươi, đổ cho tài lộc hơn người ý à. Hãy